Nhiều lúc nó bị đơ này. Con chào cô chú, Con con chào chào bà. cô chú, con chào bà. Chào con, hai bạn đáng yêu quá. Cô tên gì vậy? Cô tên là Dung. Con chào cô Con Dung. tên là Con gì? chào bà nha. Cô hỏi con tên gì? Dạ con tên Bi. À, con tên là Bi à? Tiếp tục là làm Thầy sao? ơi, thầy phải nói vào, thầy phải nói vào. Thế sau đó thì À nó đây. chấm điểm, nó mới cho thầy tiếp tục. Oh, vậy hả? Vâng. Còn nếu không nó cứ đứng nguyên như thế Wow. thầy ạ. Thầy bấm bấm, thầy bấm vào cái nút đấy thì mới mới Em ơi. Em phức tạp Xong cái này nó chấm điểm buồn cười thế ạ. Lắm lúc nó đọc sai nó vẫn chấm nha. điểm cao. Đọc Mà ra. rõ ràng đọc đúng hơn thì nó lại không chấm điểm. Đọc ra. Rồi, thôi học bài mới đi, học bài mới rồi mình sửa trong cái bài mới luôn nha. Cái phần chấm điểm phát âm này á, Vâng ạ. nó không, nói chung là nó không có hoàn hảo 100% không, nên mọi người khi mà đọc á, nhiều khi nó không có chấm điểm mà tối đa cũng không sao hết Vâng. nha. Cứ đọc là cứ nghe riết rồi quyển rồi phát âm đúng không. Vô bài 2 nha, Vâng ạ. vô bài 2 mình sửa phát âm trong bài luôn. Rồi con vô xem ấy. Hay con muốn ngồi đây không? Bên nói kìa, ba là long đấy rồi. Cô chưa biết rồi, không cần giải thích nữa, không cần nói nữa. Chưa biết tên ba con là gì cả. Con nói cô biết em ba tên gì. Here. How are you today? Hello everyone. Teacher Alex here. How are you today? Cái âm thanh là cái hình nó không có khớp nha. I hope you're all good. Today we will look at two sounds. And as in foot, as in foot, and ơi nghe được không, mọi cái người nghe màn được của em nó không không chạy video ạ. Không ạ. Màn hình của em không không chạy video thầy ạ. không Vâng, chạy không video gọi hả? lại, không có video. Màn hình rồi, sao vậy ta? Cái màn hình các bạn đang nhìn thấy thầy nhưng mà thầy nó đứng nguyên, nó nó đứng đứng nguyên nguyên thầy ạ. Tiếng thì có nhưng mà không có đứng video nguyên chạy. hả? Tại mình mới bấm Vâng, đứng nó đứng nguyên nguyên à. thầy ạ. Tiếng Let's thì start có, không có gì cả. with the as in sound foot Bây giờ nghe được chưa? nghe thì có nghe Tiếng nhưng thì mà vẫn à được foot rồi and à foot. ổn rồi rồi lên rồi ạ. Rồi rồi thầy ừ. To pronounce the Được không? sound Bây giờ được chưa? round, round your lips slightly. Được rồi ạ. Relax your jaw and put the tip of your tongue Okay. behind your lower teeth. Like this. Cái âm u này nó gần giống âm u trong tiếng Việt các bạn, nên mình sẽ học bài u ngắn với lại u dài. Mình nghe người ta hướng dẫn phát âm chữ u ngắn này nó chữ u dài thì nó giống chữ tiếng u, chữ u trong tiếng Việt hơn, còn chữ u ngắn thì nó hơi lai lai với chữ o chút xíu á. Now you try. Great job.
This is a short sound. Make it short. Now, let's practice this sound. Foot. Đúng không? Foot. Cái chân đó. Foot. Foot. Nhưng mà nó... It's your turn. Foot. Foot. Great job. Put. Put. Mình để cái gì á là put để lên bàn, để sát lên bàn. Put. 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 Là hai cái cách này là cái đồ như thế là. Put. 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 Sao lâu rồi nó mới ra nè. Full. Now it's your turn. Full. Full. Âm cuối âm L, cái lưỡi mình nó nằm ở vị trí phát âm ra những L. Full. 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 Kết thúc cái từ này là cái lưỡi mình nó nằm ở L. Full. Đúng rồi. Full. 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 Let's go. Put your book on the table. Put your book on the table, please. Put your book on the table, please. What's that? Phương đâu vậy? Cái gì thế? Đừng có, để cô đâu. Put your book on the table, please. Put your book on the table, please. Đúng rồi, table. Chữ table âm cuối nó là cũng là chữ L luôn. Khi mình đọc kết thúc chữ table, cái lưỡi mình nó table. L. Table. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Table. Put your book on the table, put the please. Book on the table, please. On the table. Please. Anh nói gì đó. Cô đọc. It's full of sugar. Cô đọc theo con. Sugar. The cup. Cô chữ cup nè. The cup. Is full of sugar. The cup is full of sugar. Đúng rồi. The cup is full of sugar. Full. Âm L cuối cái chữ này nè, cũng là âm L cuối. The cup is full of sugar. The cup is full of sugar. Okay. Cup. Cup nó có chữ B cuối thì mình đọc kết thúc chữ cái hơi cup. Mình nó bật chữ B ra. The cup. Đó, đọc cường điệu lên nó sẽ như vậy. The cup is full of sugar. The cup.
the cup. Mm. The cup. Mm. Is for the cup. Sugar. The cup. Is for. Okay, what up? Of sugar. Okay, different. Four. The cup is full of sugar. I think the fish would taste good. I think the fish would. I think the fish would taste good. Good. Âm D cốt này, âm D cốt này. I think the fish would taste good. Would taste good. Chữ think nè. Chữ think để cái lưỡi ra giữa hai hàm răng á, thổi cái hơi ra. I think the fish would taste good. Think. Okay. Nó sẽ có một bài phụ âm cái này để cho mình luyện tập. I think the fish would taste good. Rồi mình mới chuyển các bạn vào hết rồi. Very good. Let's hear them. Let's go. Sound for the day. As in. Food. Blue. Hồi nãy là mình đây là áo đồ còn con này nó là cái âm u dài. To pronounce the sound. Bring your lips together. Round them. Round and push them forward. Like this. Push them forward. Ooh. Try. Try. U này là nó giống âm u trong tiếng Việt nha mọi người, đọc kéo dài ra cái miệng hơi tròn một xíu là được. U. 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 Very good. Remember, this is longer than the sound. Very good. Remember, this is longer than the sound. U. 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 Now, practice yourself with me. Đúng rồi đó, cái môi hơi tròn là chút xíu nữa, thu hẹp cái môi là chút xíu nữa nó sẽ ra thành đó. Two. Gần đúng rồi đó, nhưng mà âm này nè, cái âm này nó không phải âm thờ đâu mà nó là âm tờ á, thờ á. Two. Try.
Two. Đúng rồi đó. Great job. Blue. 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 Đúng rồi đó. Đúng rồi. Blue. 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 Shoes. 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 S nha. ES nè. Đọc âm cuốn. À. Đúng rồi. Âm Z. Shoes. Khi học âm Z á. Shoes. Nó là âm cụ thành. Z. Tập đọc chữ Z nè. Z. 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 Đúng rồi. Shoes. 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 Z. Shoes. Shoes. Đúng rồi. Shoes. Đúng rồi, không phải shoes à, mà là shoes. Shoes. À, shoes. Thật ra cái chữ này là... mình đọc là chữ S, nghe người ta không hiểu là shoes thôi, là đôi giày thôi. Nhưng mình đọc thì mình nối âm, đó này mình nối âm. Shoes. Shoes. Z này là Z. Shoes. Shoes. À, Z. Shoes. Shoes. Ừ. Giờ, nó không có là giờ đâu mà nó là shoes. 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 Ừ, đúng rồi đó. Năm mày làm. Shoes. Great, great work. Food. Food. Cái chữ này muốn đọc cho đúng không? Mình sẽ đọc food. Food. Xong thêm chữ đợt, xong thêm chữ đợt là đây đúng. Food. 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 Đúng rồi. Nó không phải là food nha, mà nó là food. 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 Đúng rồi. Đúng rồi. Đọc chữ food, xong đọc chữ đợt vô là đây đúng. Food. Food. Đúng rồi đó. Food. Đúng rồi. Food. Try. Food. Room. Từ đầu luôn, tôi đọc là room mà là room. Room. Trong thêm chữ m. Room. 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 Đúng. Tăng m cuối. Room. Cái môi mà nó tròn. Room. Room. Kết thúc cái chữ này là cái miệng mình nó sẽ bật ra chữ m nhỏ xíu trong miệng. Room. 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 Ừ, âm mở của nè, âm mở của room. Nó giống room. Như là room mở, nhưng mà cái mở nhỏ xíu mà. Room. 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 Đúng rồi. Room. Room. Move. 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 Âm vờ nè, âm vờ nó giống như âm vờ trong tiếng Việt thôi. Nó sẽ là vờ, move. Move, move, move. À, đúng rồi, move, vờ, âm vờ của vờ, move. Move, đúng rồi. Khi mà đọc chữ vờ á, cái cổ mình nó sẽ bị rung lên, move. Sau này cái bài sau mình sẽ học các cặp phụ âm á, chữ V với chữ F rồi chữ Z với chữ S, lúc đó mình sẽ phân biệt kỹ nha, âm hữu thanh với âm vô thanh. Cái V này nó là âm hữu thanh thì khi mình đọc nó đó, cái âm thanh nó tạo ra như vậy thì sẽ là move. 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 Có chữ V cuối move. Ok. Move. Great job. Are you ready to read some words with the sound at the time? Time. Let's go. The food is delicious. It's too. The food is too delicious. Delicious là ngon. Còn nói chung là nó cực kỳ ngon thì anh sẽ dùng cái chữ là delicious. The food is too delicious. The food is too delicious.
Okay. Không phải delicious đâu mà là the food the chew delicious. Đúng rồi đó. Lớp mình có nhiều bạn đọc sơ bạn. The food is too delicious. À, delicious, delicious. Delicious, delicious. Okay. À, cái chữ này nè, cái chữ C với Y á, nó làm sợ, sợ chia sẻ. Delicious. Là có hai S lần này, S. Âm S con đầu lưỡi. Delicious. Còn cái âm S, cái từ này là âm S. Delicious. Sẻ gỗ. Delicious. Đó. Delicious. Delicious. À, delicious. Cũng gần đúng. The food is too delicious. Rồi đó. The food is too delicious. Delicious. Nếu mà ngọng là delicious thì cũng được, nhưng nghe nó như nó ngọng tiếng Việt thôi, không sao là người ta bật hiểu cái chữ đó thôi. Nhưng mà nghe nó không có tự nhiên, không có cố gắng đọc đúng là delicious. Delicious. The food is too delicious. Đúng rồi đó, bạn nào mới đọc đúng á. Âm S, cao lưỡi. Rồi nặng với rồi nhẹ, âm này là âm S, âm này là I choose a blue skirt for her. I will choose a blue skirt for her. I will choose a blue skirt for her. Cái chữ này là a blue skirt for her. Này nó đọc là hay đúng không? I will hey, choose mà, a blue skirt for her. I will choose a blue skirt for her. Please move your shoes to the next room. Please move your shoes to the next room. To the next room. Next to the next room. Next room. Next. Please move your shoes to the next room. Và đấy là sờ là mình đọc cho mọi người hiểu cái âm thanh đó. Nó là next. À. Next. Đúng rồi đó. Next. 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 Please next. Your shoes the next room. Please move your shoes to the next room. Please move the shoe to the next room. Okay. Rồi, mình chỉ cách luyện tập nè. Mọi người thấy là khi mình đọc vô câu á, mình sẽ bị ngắt ngứ nhiều đúng không? Lý do là đúng rồi, tại vì mình chưa có quen mặt chữ, nên là mình nhìn vô cái chữ đó, cái não mình nó phải tốn gần một giây để suy nghĩ mình mới đọc được, cho nên là mình cứ đọc ngắt như vậy á. Thì hàng ngày á, cũng cái bài này mọi người cứ đọc tới đọc lui, có ngày làm 2-3 lần cũng được, để cho mình quen, cái mình nhìn vô mình đọc cho nó trơn tru luôn nha. Thì càng ngày cái bài đọc của cái giọng nói mình nói ra nó sẽ thành một cái câu hoàn chỉnh, giống như nói tiếng Việt á, chứ không có nói từng từ nữa nha. Cho nên đó là lý do mọi người cần phải luyện tập hàng ngày á. Nhiều khi mọi người gửi cái bài lên nhóm nhiều Long không được xem, nhưng mà đừng có để việc đó ảnh hưởng đến việc luyện tập của mình nha. Cho dù Long có xem hay không, mình cứ luyện tập với mục đích là để cho nó tạo cái liên kết mới trong não. Được. Ở đây dừng lại 5 phút, Long giải thích cái chỗ này chút xíu để cho mọi người hiểu tại sao phải luyện tập thường xuyên nha. Giữa các tế bào thần kinh của mình á, nó có cái điểm đầu với điểm cuối. Thì cái đầu của tế bào này nó kết nối với cuối tế bào kia thông qua một cái khớp, người ta gọi là cái khớp thần kinh. Thì khi mà tín hiệu thần kinh nó được truyền trong não á, thì giữa đầu tế bào thần kinh này với cái cuối tế bào thần kinh kia á,
nó sẽ tạo ra cái, nó có cái chất dẫn truyền thần kinh, hai cái tế bào đó nó giao tiếp với nhau là nó giúp cho mình nói được tiếng Anh. Thì lúc đầu tiên á, cái sự giao tiếp đó nó cực kỳ khó khăn, cho nên đó là lý do tại sao mình nhìn những cái chữ mà phải mất cả giây sao mình mới đọc được, tại vì nó cố gắng nó liên kết, nó cố gắng nó kết nối để nó giúp cho mình đọc. Thì đọc thường xuyên á, cái khớp thần kinh nó hình thành, rồi sau đó mới mình đọc hoài, đọc liên tục luôn, thì cái khớp thần kinh nó sẽ được bao bọc lại nữa bằng một cái lớp melamin cực kỳ vững chắc nữa. Thì khi mà đạt đến cái chuyện đó rồi á, tự nhiên mình nói tiếng Anh giống như người bản xứ vậy đó. Đó là cái cơ cấu hình thành khớp thần kinh não á, thì cái này nó áp dụng cho việc học hỏi mọi thứ, học lái xe, học chơi skateboard, hay học cờ vua, học Rubik, hay học cái gì cũng vậy, cứ phải lặp đi lặp lại thường xuyên nha. Cho nên là vậy đó. Nên là cái nhiều khi mọi người gửi trong nhóm nhiều quá, Long cũng không có thời gian xem hết đâu, nhưng mà cứ luyện tập thường xuyên rồi vô lớp Long sửa được nha. Vâng ạ. Ok, tiếp tục. Well done, everyone. It's time to practice the and ooh sound together. Ready? Let's go. Thực ra cái âm thanh này nếu mình mới nghe cảm thấy nó hơi giống nhau, không sao, cứ vô từ rồi mình sẽ phân biệt. Đó, mọi người nghe cái chữ này với chữ này có cảm giác nó khác nhau không? Này là foot, rồi này là food. Cái chỗ này nó nghe nó hơi khác nhau một xíu rồi. Foot, còn này là food. Cái này nè, giống như là ut, ut, foot, foot, sắc foot đó, nó kiểu như vậy đó. Foot, còn này là food. Đó, các bạn nó khác nhau, này food. Còn này là foot, đó, nó khác vậy đó. Này giống như đánh bằng tiếng Việt đó, ut, ut, foot. Còn này là phải đọc là food, food, food. Full. Full. Này này nghe hơi khó phân biệt chút xíu. Full, đầy. Cái ly đầy nước. Full. Full of water. Còn này là full. Nghe mấy những người ngốc nghếch. Full. Full, full, còn này là full, nghe là giống như thế, đọc kỹ là nghe khác. Full. Đây là phò nha, đây là phò, nó phò. Không bên phải á. Cái đó phù. Cầm phù này, phù. 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 I hope you will feel confident with the sound and don't forget to practice a lot with your homework. See you in the next one. Bye. Cho nên là mong mình dễ hiểu. Tương tự nha, đây có 3 bài đọc mọi người luyện tập với. Luyện tập. Rồi các bạn nào luyện tập rồi, 272 trên bài đó. Rồi học bài E nha, E nha. Có rồi. Mọi người cứ xem trước nha, xem trước bài học rồi. Trước bài học rồi, lớp lâu giải thích rồi. Lâu
everyone. How are you? Hello, everyone. Let's see that Alex here. How are you all doing today? In this lesson, where? Bangalore. At to south. Bangalore. At to south. And at. And at. Cái chữ này là giải thích kỹ chút xíu nè. E gọi này là A, nhưng mà trong tiếng Anh mà American English đó thì cái này họ cũng đọc gần như là chữ E luôn, còn cái British thì họ sẽ gọi là chữ A. Ví dụ như là cái bản đồ ha, map hoặc là map, hoặc là con mèo đi, hoặc là khi người ta tiếng Mỹ đó là cat, còn người ta là cat vậy đó. Mình biết đấy, mình thấy là nhiều khi cũng cái chữ này mà sao lúc đọc A lúc đọc E là do như vậy, còn cái E thì đọc giống nhau rồi. As in men. As in man. Let's start the lesson. Chữ E này cũng dễ rồi, chữ E này nó y chang chữ E trong tiếng Việt không khác gì hết á. Mình gặp chữ đó thì đọc là E mình luôn thôi. Man. Này là friend. Đây là red. Đó. Mình cứ đọc cái phiên âm này thì mình thấy nó không khác gì tiếng Việt hết á. Đánh vần là E, N, man. Friend, for thì đọc for thôi. And, đọc dùm the của nó ra. Friend. Mình đọc cái phiên âm này thì mình thấy nó gì. Còn đây là red. Đó. Okay. Red. To pronounce a eh sound, open your jaw, not very wide. Relax your lips like this. Eh. You try. Eh. 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 Great job, everyone. Remember, this is a short vowel sound. Giống chữ E trong tiếng Việt á. Now, e. Let's practice together. Let's practice together. Men. Men. Rồi, mọi người đọc đi. Men. 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 Yeah, đúng không? Men. Men. Try. Men. Great work. Leg. Chữ này này, giải thích kỹ chút xíu nè. Là chữ G đúng không? Nhưng mà trong tiếng Anh nó không chữ G. Xin lỗi, trong tiếng Việt nó không phải là chữ G trong tiếng Việt của mình. Leg. Nó sẽ là một cái âm thanh lai giữa chữ G chữ G. Đọc mình xong là leg. Nó không phải là G, mà nó không phải là G, mà nó là cái âm thanh lai giữa hai âm thanh đó. Leg. 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 À, đó vậy đó nha. Không, nó không phải chữ G trong tiếng Việt đâu nha. Leg. Nó hơi lạc qua chữ G chút xíu. Leg. Leg. Nhưng mà nó không phải là chữ K. Chữ K, nếu mà giả sử đây là chữ K thì sao là leg. Đúng không? Còn nó chỉ là leg. Leg. Đó, nó G nhẹ thôi. Leg. Còn mình không, leg, G nhẹ. Leg. Còn mình gặp chữ K thì mình mới, cái hơi nó ra mạnh hơn. Mình gặp chữ K ví dụ như là act. Đúng không? Act. K, nó mạnh hơn chút xíu. Này là leg. Leg. Đó, để ý cái âm thanh của cô này đọc này. Cô không đọc là leg, đúng không? Mà nó sẽ là leg. 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 Red. Này chữ D, này cũng tương tự luôn. Nó phải là chữ D, like, mà D với chữ T. Red.
Red. Red. Đúng rồi. Red. 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 Đúng rồi. Đó. Khi mình vô bài phụ học, phụ âm mình sẽ phân biệt kỹ hơn nha. Âm giờ có khi là âm giờ. Okay, nha. Ủa này là cái thứ gọi là tờ. Red. Eh. Friend. 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 Đọc. Friend. Đọc kỹ cái mấy cái phụ âm cuối thì mình nó nghe tự nhiên friend. Friend. À, cái này là friend. Em đọc nè. Friend. Đọc chữ friend sau đọc chữ trong cổ đọc chữ the là friend. À, friend mà là đọc như vậy nó thiếu chữ n rồi, phải đọc chữ n vô. Friend. 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 Đúng rồi. Đúng rồi. Nên nói chung mình đọc nó mình cường điệu lên như vậy thôi, nhưng mà khi mình đọc thì cái n đó nó sẽ là một cái âm tiết, nó sẽ là một cái âm thanh rất là ngắn trong cổ mình. Nó ngắn nhưng mà nó vẫn tồn tại thì nghe nó mới đúng. Friend. 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 À, friend. Đọc cái âm đò cho kỹ vô. Friend. 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 Đó, đúng rồi đó, bạn nào đọc đúng rồi đó. Friend. 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 À, chưa nghe được chữ n luôn, chỉ nghe được chữ d. Friend. N d. Friend. 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 À, ok, mình biết cái nguyên lý ban đầu nha. Sau khi mọi người học cái khóa này xong á, mọi người cứ luyện tập, cứ nghe trong cái podcast á. Sang tuần sau nữa mình sẽ hướng dẫn bên podcast, nghe tới nghe lui là quen à. Mới đầu nó hơi khó chút xíu. Mình cũng học mình thời gian lâu sao mình mới nghe được chữ N trong cái chữ này nè. Mới vô không nghe được là bình thường nha. Nó có chữ N trong cái chữ này nè, phải nghe kỹ mới được. Ý là mình phát âm kỹ á, mình nghe tự nhiên nghe nó đúng nó tự nhiên lên rồi. Friend. Đó. Âm N ở đây nữa là phải đọc cái chữ N. Friend. Đúng rồi đó. Friend. Friend. Ừ, đó, đúng rồi đó. Âm N nó ngang nhưng mà nó có trong cổ. Ừ. Okay. Friend. 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 Great work everyone. Work best. Chữ này dễ ha. Best. 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 Ừ. Bao nhiêu hơi trong phổi tổng hết ra ngoài là được. Best. 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 Đúng rồi. Best. Gần đúng. Ok, tiếp nha. Best. Best. Content. 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 Contest. Contest là cuộc thi. Contest. 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 Okay. Contest. Contest. Content. 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 Are you ready to read some words? You read words with that. Let's go. Okay, my my friend. Met. Oh. Met. Oh, man. My. Mọi người đọc. My friends are Sao vậy? Thế là Chị
đó, bài nào đó. Friends. My friend. Of his bro. Oh, joining the contest. He has joined in a contest because of his broken leg. He can join the contest because of his broken leg. He can join in the contest of his broken leg. Bạn nào vừa đọc đúng không? Bạn nào vừa đọc á thì giữ từng chữ nghe rõ chưa? Bây giờ mình nó gắng đọc nó su sẽ đúng hết rồi mai mốt ráp một câu mình nghe nó tự nhiên nha, mà cần giữ đúng. Linda looks better in her red dress. Linda looks better in her red dress. Các bạn vừa mới đọc á, đọc mấy Linda. Mấy âm gió cho kỹ vô chút xíu nè. Linda looks best in her red dress. Looks best in her red dress. Linda in her red dress looks best. Linda looks best in red dress. Now, let's see. Second down for the day. As in have and back. When pronouncing this sound, put out what? And spread your lips sides to the like. Ah. Try. Nó lại không chạy màn hình nhỉ? Được chưa? Không ạ. À, great work. Màn hình nó lại đứng nguyên này. Ok. Chờ chút xíu nha. Remember, this is all short. Sound short. Like this. Now, let's this sound again. Man. Nó khác. Rồi thế ạ. Bây giờ mẹ gọi điện cho thầy nè. Cái này là A nè, này có đang dọn đọc theo cái viết tên tiếng Anh thì đọc man. Try. And great work, everyone. Back.
Đây. Back. Bad cũng được, và tiếng Mỹ á sẽ là bad. Mình không gặp bad. 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 Camera. Camera sẽ đọc camera, còn đây là camera cũng được nha, đọc nào được. Camera, nhưng mà camera. 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 He's a bad man. Đúng rồi, he's a bad man. He's a bad man. Bad man cũng được nha, bad man. Bad man, bad man. He's a bad man. I have two hands. I have two hands. I have two hands. My camera back. Can I have my camera back? Can I have my camera back? Can I have my camera back? Đúng rồi. Can I have my camera back? Together. Are you ready? Oh my God. No use.
Great work. Men. Men. Mọi người biết hai chữ này. Số nhiều, số ít. Men. Men. Cái nào có nhiều? Men. Cái men là số nhiều đúng không? Là một người á. Có thể là men, men. Men nhiều. Men. 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 Bad. 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 Cái câu này có giọng mình đọc là cái tiếng Anh á, cái British. Tiếng English mình đọc theo gõ cũng được. Yeah. Bad. 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 Bag. 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 Mang. Leg. Bag. 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 Là xin á, cộng xin á. Không phải, xin nó là bagger. Bag. Yeah. Bag. Bag là cái tục. Bag. 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 G nha. Không phải là G âm tinh. Đâu, nó là G. Bag. Còn bên này là bag. Ta đến Việt đây mẹ. Bad. Bad. Yes. 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 Land. 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 Là lần đó. Very good job today, everyone. Job today, everyone. I hope you are now familiar. Now familiar with. Yeah, with the sound. Sounds. And don't forget to practice a lot with your homework. Well done today. Well done. Bye bye. Thế đó, nếu mình đọc là với lại phụ. Cái là phụ có nghĩa là kẻ với hạ đó. À, mình nói cái con này không đọc như vậy. Con cao em. Mình học hai bài. Đúng không? Hai mấy bài thế ạ? 15 bài, à, hay học 12 của mình. 25 bài. Để vào nuôi nhớ. Để là bài học 12 của mình. 3 buổi đây. 13 buổi là mấy tuần đây? 13 buổi, 1 tuần, 2 buổi là 6 tuần, tháng rưỡi 2 tháng, cho 2 tháng học hết cái này đây, cũng ok. Học tuần này, tuần sau mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người bài 4, 5, 6, 7 nha. Sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người để mọi người có cái tư liệu để luyện tập á. Tại vì ví dụ như bữa nay thứ 2 học một bài, đến mãi thứ 5 mới học tiếp bài khác. Thì nếu mà mình luyện đi luyện lại một bài mình cảm thấy nó ngán á, thì mình sẽ vừa luyện trong này, mình sẽ vừa sử dụng cái practice để mình luyện. Là mình sẽ có nhiều cái tư liệu luyện tập nha, cho nó phong phú lên. Mình làm bất luyện khúc nào thì cũng được hết á. Mình practice thì nó đọc theo giọng Mỹ và đọc theo giọng Anh. Còn cái này mình đọc chủ yếu là giọng Anh. Rồi mọi người cố gắng thực hành cái bài 2, bài 3 nha. Thỉnh thoảng mình tranh thủ buổi trưa trên công ty á, mình sẽ click mình xem bài các bạn rồi mình nhận xét cho. Còn cái phần mềm á, nhiều khi nó chấm điểm cũng không có đúng đâu. Nhiều khi nó chấm mình điểm thấp rồi cũng để ý coi mình đọc không. Để ý mấy chỗ bôi đỏ á, còn nếu mà đọc không biết đúng nữa thì cứ nốt lại rồi vô lớp mình sửa cho nha.
cảm thấy mà nghi ngờ á, vâng cái khúc đó đọc nó bị đỏ qua thì nghi ngờ thì vô lớp mình sửa nha. Vâng. À, rồi mọi người cố gắng thực hành nha. Thực hành cái này thì mình thực hành cho bản thân mình á, cho nên không có kể thứ bảy chủ nhật lễ Tết gì đâu nha. Cứ vâng ạ. Nhớ rồi không, nếu không có gì thay đổi thì thứ hai tuần sau học tiếp. Thứ hai tuần sau mình sẽ hướng dẫn bài 4 bài 5. Muốn lên. Này thứ bảy đúng không? Nhập này tuần sau là học thứ hai. Vâng. Cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy. Thầy ngon. Chúc mọi người ngủ ngon. Good night. Cảm ơn thầy ạ.